Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Mình xin giới thiệu về mình là Huy, chuyên viên kỹ thuật của âm thanh Thiên Vũ. Hôm nay dịch bệnh cho nên là mình ít đi setup ngoài hơn. Hôm nay có thời gian mình làm cái clip mình chia sẻ sơ qua về cách setup cái vang số làm sao cho nó đúng. Trường hợp như ở nhà chúng ta đang xài con gách 180 hoặc đang xài một số dòng vang số nào đó thì chúng ta có thể là kết nối với máy tính để chúng ta setup ở nhà tại nhà được. Thì tất cả nó đều như nhau cả, nó chỉ khác nhau ở một số là về cái thao tác và giao diện thôi, còn các chức năng ở trên vang số thì hầu như con nào nó như con nào cả. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề ha. Thì chỉ cần mọi người là soạn cho mình một sợi dây, một đầu USB và một đầu máy in thông thường thôi. Rồi bắt đầu mình mở phần mềm lên thôi. Mở lên thì phần mềm nó sẽ tự động có nhận cái 80, nhưng chúng ta không cần bấm connect hay gì cả. Ok, và bắt đầu thì mình sẽ trước tiên khi mà setup một bộ âm thanh thì mình sẽ reset tất cả để cho nó về mặc định hết. Thì với trường hợp ví dụ như chúng ta ở phía sau của cái vang số có phần main out á, chúng ta cắm vào phần nào thì chúng ta sẽ xử lý ở phần đó. Thì thông thường thì mình hay cắm vào phần main out. Vang số thì nó có phần main out là surround, center, sub. Đó thì chúng ta cắm vào đường nào thì chúng ta can thiệp vào đường đó, còn những phần nào chúng ta không cắm thì chúng ta không can thiệp. Thì đầu tiên setup một bộ âm thanh thì chúng ta cần quan trọng đến vấn đề gì? Đó là quan trọng đến vấn đề gọi là triệt tiêu âm thanh. Thì ở đây mình gọi là delay. Delay không phải là delay trong bộ FX, mà delay ở đây là delay làm sao để cho âm thanh giữa loa sub và loa full đến tai chúng ta cùng một lúc. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút. Có những lúc mà tại sao mà một cái sub đạt được khoảng tầm là 400W, thì với tiêu chuẩn đó, với 400W đó thì nó có thể đánh được không gian tầm 20m2 là ok. Nhưng tại sao mà chúng ta mua một con sub 400W mang về, chúng ta bỏ vào một căn phòng có diện tích tầm 20m2, nhưng khi chúng ta nghe cảm giác như tiếng sub chưa ra hết, tiếng sub không có đầy. Cái thứ hai là chúng ta nghe không có rõ và không có chắc tiếng, không có tròn tiếng. Là vì cái gì? Vì sự triệt tiêu của âm thanh nó sẽ làm cho tiếng sub chúng ta mở rất dB rất là lớn, nhưng mà chúng ta nghe sub rất là yếu. Thì vấn đề hôm nay là vấn đề delay. Delay có quan trọng thì khi mình nói qua như vậy rồi thì mọi người biết là delay nó có quan trọng hay không? Delay rất là quan trọng, vì nếu chúng ta xử lý delay không đúng thì nó sẽ tạo ra vấn đề là bị triệt tiêu âm thanh giữa loa full và loa sub. Cho nên âm thanh chúng ta nghe không có được rõ, không được chi tiết và nghe cảm giác nó bị nhòa nhòa tiếng, không có nét và tiếng sub nó không có tròn. Thì điều mà chúng ta muốn làm sao để cho tiếng sub nó tròn và tiếng sub nó ra lực thì chúng ta cần phải quan trọng đến vấn đề delay. Thì có nhiều người nói là delay cũng không quan trọng, không, tôi không cần xét delay thì mà âm thanh cũng hay. Thì mình thật đó là vấn đề hên xui. Hên xui ở đây là gì? Hên xui là vô tình chúng ta gặp một không gian, chúng ta đặt đúng vị trí thì âm thanh nó không bị triệt tiêu rồi. Còn có những không gian của nhà khách, chúng ta cần phải đặt như thế nào để cho hợp với cái view, đẹp với cái view của nhà khách nữa. Cho nên chúng ta phải cần xử lý vấn đề delay. Cách đặt sub, cách đặt loa và cách bố trí loa cũng sẽ làm cho chúng ta không bị triệt tiêu, không bị delay. Đó. Vì những cái đó chúng ta không thể hoàn hảo được. Cái đó gọi là hên, một là hên xui, hai nữa là vô tình mà chúng ta gặp đúng vị trí đó chúng ta đặt. Thì như vậy nó sẽ không bị triệt tiêu. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho mọi người làm sao để chúng ta cân delay cho nó phù hợp và chính xác. Chính xác ở đây là chúng ta chính xác ở mức độ tương đối thôi, chứ âm thanh không bao giờ có thể là hoàn hảo được. Đó, chúng ta sẽ cân chính xác ở một mức độ nào đó. Thay vì chúng ta chưa hề nắm một chút gì về kích thước mà chúng ta xét bậy thì nó lại khó xét và nó không ra được. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cách để chúng ta tính, để chúng ta cân làm sao để cho nó phù hợp nhất. Ok, và đây là phần delay của phần main out. Rồi, để cân delay thì mình sẽ cho mọi người một cái con số. Thông thường thì loa sub, bước sóng của loa sub nó sẽ
nó sẽ dài, còn bước sóng của loa full thì nó sẽ ngắn. Thì vì thế cho nên loa sub nó sẽ đến trước. Nếu khi chúng ta đặt cùng một lúc thì loa sub nó sẽ đến đặt cùng một chỗ thì loa sub nó sẽ đến trước và loa full nó sẽ đến sau. Cho nên khi mà hai cái loa chúng ta treo ở phía trước và cái sub chúng ta đặt ở dưới thì loa sub nó sẽ đến với tai của chúng ta trước. Cho nên điều chúng ta cần là chúng ta phải làm sao chúng ta delay chiếc loa sub lại. Thì bây giờ mình sẽ dùng một con số để mình tính. Chúng ta tính là từ phía trên, loa chúng ta treo ở trên góc hai bên đúng không, ở phía trên thì chúng ta tính xuống đây là bao nhiêu, và từ cái chiếc loa sub đặt đằng trước mặt của chúng ta tới đây là bao nhiêu. Thì ví dụ như mình đo ra được là ví dụ như là lịch nhau giữa loa sub và loa full là 2m đi. Nếu là 2m ha, còn trường hợp 3m thì mình cứ tính như vậy thôi. Thì mình sẽ lấy một con số. Rồi mình sẽ nhân ha. Thì ví dụ như là giữa vị trí của loa sub và loa full lịch nhau 2m thì mình sẽ lấy là 2m. Chúng ta chia cho con số gọi là tốc độ âm thanh. Tốc độ âm thanh quân bình là 343,2. Sau đó chúng ta nhân cho 1000. Thì đó nó sẽ ra con số là 5,827 mili-giây. Rồi chúng ta đã biết được con số mà chúng ta cần phải delay sub rồi ha. Mình sẽ vào phần sub, mình sẽ delay. Ok, mình sẽ để là 5.8 mili giây ở đây. Rồi xong bước này rồi, chúng ta cũng phải dùng tai để chúng ta cân sơ qua lại nữa, để chúng ta phải nghe làm sao mà tiếng sub nó không có bị rền quá. Thì bằng cách chúng ta phải cắt rốt. Mình sẽ cắt 2 bát là 40, mình sẽ lấy ở tần số là 40Hz trở lên thôi. Vì thực chất mà nếu như khi chúng ta nghe nhạc á, mà đánh ở dưới tần số 40Hz á, thì âm thanh nó rất là rền, nó bị ù tợn lắm. Cho nên là mình làm sao để cho nó cắt, làm sao để cho âm thanh chúng ta nó ra nó gọn nhất, âm thanh tròn trịch nhất nhưng mà vẫn giữ được cái độ mềm của âm thanh. Và mình sẽ ưu tiên cho sub đánh là 60Hz. Mình sẽ bóp nhỏ lại. Đó, mình sẽ ưu tiên, đây là tùy mọi người, chứ mọi người thích mà sub đánh chắc hơn, cứng hơn thì mọi người đánh là 70Hz. Còn mình thích là tiếng sub nó chắc nhưng mà nó không phải mềm nữa. Cho nên là mình sẽ đánh ưu tiên cho nó ở dài là 60Hz. Mình nhích nó lên một chút. Còn từ trên này thì mình sẽ đánh là 120Hz. Vì nếu như chúng ta ghép và cho loa full á, một chiếc loa full 3 tấc á, thì chúng ta đánh khoảng tầm 100Hz đến 120Hz gì đó cũng được. Còn nếu như chúng ta ghép cho loa tầm 2 tấc hoặc là 1 tấc rưỡi, những cái loa nhỏ thì chúng ta cần phải cắt tần số cao lên để cho sub nó bù vào nó làm việc. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ lược qua về vấn đề là giữa loa full và loa sub mà tại sao mình lại phải cắt như vậy. Thì mọi người hiểu được rằng là cùng một công việc mà cứ mỗi người làm một việc thì chắc chắn nó sẽ khỏe hơn. Mình sẽ tức là thằng sub sẽ làm việc ở 40Hz cho đến là 120Hz, và cặp loa full của chúng ta sẽ làm việc từ 120Hz cho đến tới 20kHz. Thì ở đây tức là nó sẽ chia việc ra để nó làm. Bây giờ hiện tại chúng ta đang có một chiếc loa sub mà loa sub đánh ở 40Hz mà và loa full cũng đánh từ 40Hz trở lên, thì mọi người thấy nó có vô lý không? Tức là hai thằng này nó sẽ chồng chéo nhau và nó sẽ gây ra tác hại. Cặp loa full của chúng ta độ bền nó sẽ thấp đi.
Cái thứ nhất, cái thứ hai là độ rung chuyển của màng loa rất là mạnh. Khi chúng ta mở lớn thì cái màng loa nó dao động rất là mạnh. Thì một khi như vậy thì sẽ làm cho âm thanh mất đi cái sự chi tiết. Và cái thứ hai, khi chúng ta mở lớn lên thì sẽ làm cho âm thanh bị vỡ. Nhưng nếu mà người làm như mình làm thì mình đảm bảo với mọi người, khi chúng ta mở lớn, âm thanh rất là chắc và rất là chi tiết, chúng ta nghe sẽ không bị vỡ, nó sẽ tăng thêm được mấy decibel nữa. Thì như vậy là tức là sẽ chia hiệu suất làm việc cho hai thằng rồi, hai thằng này đã chia hiệu suất làm việc rồi, thì loa full của chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng hơn và loa sub của chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tức là loa full của chúng ta nó không bị tiêu tốn công suất, thậm chí nó còn không bị tiêu tốn công suất của main nữa đó. Cho nên chúng ta cắt như vậy thì rất là lợi cho loa full và loa sub, và thậm chí âm thanh nó ra rất là mạnh và rất là chi tiết. Còn nếu mà chúng ta cứ để phẳng như vậy, loa full cũng làm việc từ 20kHz trở lên mà loa sub cũng làm việc từ 20kHz trở lên, thì thực chất là âm thanh nó không có đạt được hết cái ưu điểm của nó đâu. Chúng ta không thể khai thác được hết một chiếc loa đâu. Cho nên một khi có sub rồi thì mình khuyên mọi người chúng ta nên cắt tần số cho nó, để cho mỗi loa nó làm một việc. Đây là vấn đề liên quan đến delay. Rồi, thì lúc này mình đã xử lý sub rồi, thì bây giờ mình sẽ qua xử lý phần main out, tức là mình xử lý loa full. Thì loa full mình sẽ lúc này là mình cắt loa sub là 120Hz rồi, thì bây giờ loa full mình sẽ cắt lên một, mình sẽ lấy là 120Hz trở lên đó. Đây gọi là chia hiệu suất làm việc cho mỗi chiếc loa. Thì đây cũng là equalizer. Thì lát là mình sẽ nói sơ lược về equalizer. Và để mà cân bằng cái tần số loa thì mọi người chỉ có thể cân bằng ở nếu mà như mọi người hay đo thì đo để mà cân cái tần số làm sao nó cân bằng thì mọi người cũng sẽ cân bằng ở trong phần main out này. Ok, và mình sẽ nói sơ lược lại về vấn đề delay một chút nữa. Thì như các bạn sau main này kia thì họ sẽ luôn luôn sắm một bộ delay, tức là bao gồm là micro, RTA, smart phần mềm, rồi sau cạc để mà đo delay cho nó chính xác bằng máy móc này kia để đo. Nhưng mà gia đình của chúng ta không thể là bỏ ra mấy chục triệu để sắm một bộ như vậy được. Cho nên khổ này mình hướng dẫn cho mọi người như vậy là cái cách của chúng ta dựa vào đó chúng ta gọi là cân làm sao cho nó phù hợp, gọi là khả năng chính xác ở một mức độ nào đó, nhưng mình nghĩ rất là cao, bởi vì cân bằng máy xong cũng phải cân bằng tai nữa đó. Cho nên cái tai chúng ta phải bắt cái bộ thật tốt để chúng ta cân làm sao cho nó giữa âm thanh giữa loa full và loa sub tới tai người nghe cùng một lúc. Rồi, đây là phần main out của loa full mình cắt như vậy. Mọi người chú ý cái này cho mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý connector. Thì mình sẽ sơ lược cho mọi người biết là connector là gì và chúng ta có cần thiết sử dụng connector hay không. Đó, thì là connector là nó là một cái bộ xử lý giúp giảm bớt đi cái biến động về âm lượng của tín hiệu âm thanh. Thì connector còn gọi là bộ nén và bộ giới hạn á. Thì mọi người hay mua một cái bộ mua một cái cục nén, mình đi làm mình thấy một số người cũng hay mua một cái cục nén gọi là nén tiếng á. Thì đây là tác dụng của connector. Có nghĩa là connector á, tức là khi có một cái tín hiệu âm thanh đầu vào như là giọng hát gọi là vocal, và một số nhạc cụ như là keyboard hoặc là guitar hoặc trống da, thì những âm thanh này nó có những lúc lớn, có những lúc nhỏ, cho nên chúng ta cần phải sử dụng compressor để làm sao chúng ta cân bằng âm thanh nó lại, cân bằng những cái tiếng lúc lớn lúc nhỏ đó lại để cho âm thanh nó ra được cân bằng nhất và mượt nhất. Còn trong phần vang số thì trường hợp mà khi mà chúng ta mở nhạc lớn á, nó vượt quá cái ngưỡng compressor của Tensor cho phép á, thì nó sẽ hạn chế âm thanh lại.
nó sẽ vuốt âm thanh lại, làm sao để cho nó âm thanh nó trở nên mượt. Thì nôm na condenser nó giống y như là một ví dụ như mình chạy một chiếc đũa đi, mình chạy xong thì mình chạy một chiếc đũa từ một cái tre ra, thì cái đũa nó khi chúng ta mới chạy ra thì nó sẽ là khô ráo, đúng không mọi người? Thì chúng ta cần phải vót, cùng phải rùa làm sao để cho cái đũa nó trở nên mềm nhất. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người sơ qua về cách condenser. Tensor có vai trò là như là chỉ hỏa tiêu, chỉ điểm báo cho condenser biết khi nào là nó được phép bắt đầu hoạt động. Tức là nó quy định một mức cường độ âm thanh cụ thể nào đó. Thì ví dụ như là mình đặt là âm 4 decibel chẳng hạn, thì nếu cường độ âm thanh vượt quá ngưỡng đó thì condenser ngay lập tức nó sẽ can thiệp giảm cái cường độ xuống. Còn nếu cường độ âm thanh thấp hơn ngưỡng đó thì condenser nó sẽ tha chết và nó sẽ cho qua. Thì tensor là ngưỡng dB mình muốn đặt. Và liên quan đến tensor thì mình sẽ xuống phần ratio. Thì ratio còn gọi là tỷ lệ nén. Đây là cái thông số rất là quan trọng này. Đây là thông số quan trọng thứ hai. Thì ratio quy định một cái mức can thiệp của condenser lên cường độ tín hiệu âm thanh. Nếu cường độ tín hiệu vượt quá ngưỡng tensor đặt ra, tensor là ngưỡng là đây, là mình đã đặt đây đó, thì ratio càng cao thì condenser càng giảm mạnh cái cường độ tín hiệu âm thanh. Và thông thường thì ratio của condenser thường đặt ở biểu diễn dưới dạng là ví dụ như là 1.1. ở đây mọi người thấy một mình đặt là 1, ví dụ 1.1, 2.1 hoặc 3.1 hoặc 4.1 hoặc 5.1. Bây giờ mình sẽ đặt là 4.1. Thì giả sử ratio là 4.1 thì khi tín hiệu vượt quá tensor là 4 decibel thì condenser sẽ giảm cường độ, giảm cái cường độ tín hiệu âm thanh, nó chỉ vượt quá tensor là 1/4 của 4 decibel, tức là bao nhiêu, tức là 1 decibel. Thì tương tự nếu tín hiệu vượt quá tensor là 8 decibel thì condenser sẽ giảm cường độ để tín hiệu chỉ vượt quá tensor là 1/4 của 8 decibel, thì tức là 2 decibel. Thì chúng ta sẽ tóm lại. Thì tóm lại, nếu chúng ta mà đặt tỷ lệ là 1.1 thì nó sẽ không làm gì cả để im cho mọi tín hiệu âm thanh đi qua. Nếu chúng ta đặt quá thấp là ở 1.1 là condenser sẽ không có tác dụng gì đâu. Và giờ chúng ta sẽ căn cứ vào ratio. Thì bây giờ căn cứ vào ratio thì ta sẽ biết được là thế nào coi là nhẹ, vừa, mạnh và thông thường. Thì tỷ lệ 2.1 thì nó là tỷ lệ nhẹ, và từ 3 đến 4 thì nó là tỷ lệ vừa, và từ 5 đến 8 thì nó là tỷ lệ nén mạnh. Đó, thì tóm lại chúng ta hiểu sơ qua là như vậy. Đây là tỷ lệ nén. Về phần condenser thì thông thường mình hay đặt là 4.1 hoặc là 5.1 để mình đây ở dạng vừa. Rồi phần attack. Attack là gì? Tức là attack tức là thời gian chuyển vào bộ nén. Thì ở đây attack tức là cái thời gian bắt đầu tác động. Thì attack là một cái thông số mà thể hiện cái thời gian mà condenser tác động vào tín hiệu âm thanh. Ta nói một cách khác là attack ảnh hưởng độ, nó ảnh hưởng tới cái độ nhạy, độ chính xác của condenser trong cái việc xử lý mà các tín hiệu âm thanh đi qua. Và bây giờ mình sẽ tóm sơ lược lại là attack có nghĩa là giai đoạn vào đầu của quá trình nén, nhưng không phải mọi người cứ chỉnh attack là 10 mili giây ha, 10 mili giây. Thì attack sẽ luôn luôn diễn ra trong 10 giây mà có thể chậm hơn hoặc nhanh hơn, vì nó còn tùy thuộc vào số dB và condenser cần giảm đi của tín hiệu gốc ít hay nhiều nữa. Thì chúng ta sẽ sơ lược lại qua về attack. Thì attack mà người hiểu cho mình là tức là condenser phát hiện ra âm thanh vượt quá ngưỡng mà tensor đặt ra, tensor là ở trên này,
Đó. Thì bao nhiêu mili giây attack sẽ bay vào can thiệp? Cái này thường là mình để là tầm từ 10 tới 15 mili giây. Tức là khi vào thì mình khi mà phát hiện ra thì trong vòng 10 tới 15 mili giây thì attack sẽ bay vào can thiệp. Rồi, đến phần release. Thì release là cái thời gian thoát khỏi bộ nén. Rồi, mọi người hiểu không? Thì đây là một cái công đoạn là diễn ra sau attack, trước và sau. Đó là khoảng thời gian mà sau khi âm thanh bị nén sẽ trở lại trạng thái bình thường. Ví dụ Compressor phát hiện ra âm thanh bị quá ngưỡng mà chúng ta đặt ra, tức là thằng nào? Tức là tensor. Tensor là ngưỡng đặt. Thì bao nhiêu mili giây attack sẽ can thiệp vào? Ví dụ attack mình đặt là 10 mili giây thì tức là trong 10 mili giây attack sẽ bay vào can thiệp. Và tiếp đến là phần release. Release là gì? Release là thời gian thoát khỏi bộ nén. Thì đây là một công đoạn diễn ra sau attack, đó là khoảng thời gian sau khi mà âm thanh bị nén sẽ trở lại trạng thái bình thường. Thì chúng ta hiểu rằng release là thời gian thoát khỏi bộ nén. Ví dụ khi compressor phát hiện ra âm thanh bị quá ngưỡng mà chúng ta đặt ra, tức là gì? Tức là tensor chúng ta đã đặt ra là ví dụ đây âm 4 decibel đây. Thì bao nhiêu mili giây attack sẽ vào can thiệp? Ví dụ attack mình đặt là 10 mili giây thì tức là trong 10 mili giây attack sẽ bay vào can thiệp. Và release là thời gian thoát khỏi bộ nén. Thì như vậy, release mình sẽ đặt là 50 mili giây hoặc 60 mili giây. Và trong khoảng thời gian đó là thời gian âm thanh đang bị nén. Khi âm thanh không còn vượt quá ngưỡng của tensor mà mình đã đặt ra thì nó sẽ được phục hồi lại bình thường. Thì những cái chu kỳ này nó được lặp đi lặp lại liên tục. Vì chúng ta tính bằng mili giây cho nên nó sẽ rất là nhanh. Đó. Tai của chúng ta không để ý, chúng ta cũng không có thể làm nào nghe được. Và tiếp đến mình sẽ vào phần music. Thì trong phần music thì có phần equalizer rồi input đầu vào của mình. Ví dụ như mình cắm là optical thì mình chuyển về optical, cái này thì đơn giản rồi ha. Mình cắm VLD thì mình chuyển về VLD. Rồi mình sẽ nói sơ qua về equalizer. Equalizer là gì? Equalizer là một bộ cân bằng tần số. Khi một cặp loa chúng ta đang xài thì có những cái tần số nó bị thiếu, có những tần số nó bị dư. Thì chúng ta dùng equalizer để chúng ta cân bằng tần số lại, làm sao những âm thanh nó bị dư nó được đưa xuống và những âm thanh bị thiếu nó được nâng lên. Thì mọi người hay kêu là equalizer là bộ lọc tiếng, còn hay gọi là lọc xỉ. Còn mình nghĩ thì equalizer nó là một bộ cân bằng tần số. Mọi người nói sao nó cũng đúng. Thì lọc tiếng thì cũng đúng, thì nó đi qua một bộ xử lý nữa thì nó sẽ lọc, nhưng mà chưa biết nó có lọc hay không, chưa biết là nó hay hay là nó dở, chưa chắc. Bởi vì để mà muốn cho hay nó cần phải có một sự đồng bộ nữa, có khi chúng ta nhồi nhét nó vào thậm chí nó còn dở thêm. Còn đối với mình thì vang số nó là có equalizer rồi, thì mình sẽ bỏ bỏ những cái thớt equalizer rồi nó ra để giảm bớt đi vấn đề gọi là trùng lặp tần số giữa các thiết bị này và các thiết bị kia, làm cho âm thanh trở nên méo và không được rõ. Tức là nó sẽ giảm bớt đi những cái tần số mà mình cần thiết khi chúng ta sử dụng một lúc quá nhiều thiết bị. Và trong cái đó là một cái vang số hoặc là mixer digital, nó là có đầy đủ equalizer, compressor rồi noise gate, nó có tất cả đầy đủ hết rồi. Quan trọng chúng ta có biết là khai thác nó ra để sử dụng hay không. Và bây giờ chúng ta cứ thêm một bộ giả, chúng ta nhồi nhét thêm một cục equalizer này, thêm một cái cục nén này, đó gọi là cục lưng tiếng, rồi lưng tiếng này kia, chúng ta làm vào một chồng như vậy thì thực chất mình nghĩ rằng âm thanh có khó để mà hay lắm, nó giảm bớt đi cái chất lượng âm thanh nhiều lắm. Bởi vì chúng ta muốn muốn cho nó hay thì chúng ta cần phải đồng bộ thì âm thanh nó ra mới tốt được. Còn tốt nhất thì mọi người nên hạn chế dùng, nếu là sự vang số rồi chúng ta đừng nên dùng equalizer nữa, hoặc là nén tiếng này kia nữa. Rồi thì equalizer vậy mình sẽ cắt là hai bát, thì sẽ cắt là 40 Hz trở lên, gọi là mình hạn chế những âm thanh, âm thanh thấp tạo ra âm thanh nó bị ù và làm cho mình nghe người nghe khó chịu. Thì sẽ chia ba dạng bát, chung và test vậy thôi.
Bây giờ như mình chê thấy tiếng bass ít thì mình nâng lên một chút. Đó. Thì cảm thấy chúng ta thấy loa, cảm thấy loa chúng ta nghe tiếng test thiếu thì chúng ta nâng ở đây từ khoảng từ là 3 kg lên tới là 10 kHz trở lên đây. Còn tiếng trung chúng ta cảm thấy dư chúng ta kéo xuống một xíu, hoặc thiếu thì chúng ta nâng lên. Thì nhiệm vụ của equalizer là gì? Để cân bằng tần số. Đó, vì những cái loa của chúng ta đang thiếu dải nào thì chúng ta cân dải đó. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua thôi, bởi vì cái này là gu nghe của từng mọi người. Và chúng ta nghe làm sao để cho nó, làm sao chúng ta chỉnh làm sao để cho âm thanh nghe được chi tiết, nghe rõ nhất. Ví dụ các nhạc cụ ra và vocal nó phải làm sao cho nó thật rõ và chi tiết nhất. Rồi, phần micro cũng vậy, cùng là equalizer. Thì phần micro chúng ta nên cắt lên khoảng tầm là 100 kHz cho mình. Cái này mình khuyên thật. Vì sao? Vì khi chúng ta hát âm thanh của chúng ta không thể xuống được dưới 100 Hz đâu mọi người. Chẳng qua là khi alo á thì chúng ta để vào để xuống để cho alo nghe cho nó lực, nghe cho nó dày, cho nó đạ, người nghe cảm giác cho nó đạ thôi. Và một khi chúng ta làm như vậy á thì âm thanh nó sẽ bị dư, những đoạn này nó sẽ bị dư. Đó. Vì chúng ta hát âm thanh đâu đạt xuống đây đâu. Khi chúng ta hát âm thanh đạt từ 200 Hz trở lên này, chứ không là đạt từ là 100 Hz trở lên đâu. Chẳng qua là mình xét theo kiểu dạng karaoke cho nên mình sẽ để như vậy. Còn xét cho ca sĩ chuyên nghiệp hát thì mình sẽ cắt liên tiếp, chứ mình không để ở dưới này đâu. Đó, mình sẽ cắt liên tiếp. Của karaoke thì có thể mình để dưới này để chúng ta nó tạo thêm một số hiệu ứng, gọi là tiếng âm thanh nó ấm dài dài chút này kia cho mọi người dễ hát thôi. Còn âm thanh gốc, âm thanh thật thì mình sẽ cắt lên nữa, chứ mình không để như vậy. Các chị equalizer cũng vậy. Thì trong phần mic thì đây cũng là equalizer, thì chúng ta dò xem tần số nào là tần số dư thay vì chúng ta sử dụng feedback. Lát là mình sẽ nói về vấn đề feedback đó. Thì mình sẽ dò xem đó là tần số nào là tần số dư thì chúng ta cắt đi, vì những tần số dư đó là những tần số dư bị feedback. Feedback là khi chúng ta mở lớn, khi chúng ta mở lên thì những âm thanh, những tần số dư đó nó sẽ tạo ra âm thanh hú. Thì trong equalizer thì ví dụ như là những cái phần chép này chúng ta có thể giảm hú, thì chúng ta giảm xuống, chúng ta thu bóp nhỏ lại, chúng ta giảm xuống đó, chúng ta dò xem là chỗ nào là dễ biểu hú nhất. Đó là kinh nghiệm của từng mọi người thôi, của từng người thôi ha. Và chúng ta hạn chế cắt, chúng ta đừng có lôi một loạt là phần trung xuống rồi phần tép xuống. Một khi làm như vậy thì âm thanh nó sẽ bị méo đi rồi, độ chân thật của âm thanh và độ chi tiết của âm thanh nó sẽ bị mất rồi đó. Cho nên chúng ta phải biết được tần số nào là tần số dư, và mọi người hiểu cho mình được rằng là equalizer là dùng để cân bằng tần số, dùng để cắt giảm những tần số dư và nâng những tần số thấp lên. Rồi tiếp đến là mình sẽ nói về phần feedback. Feedback là gì? Feedback là sự phản hồi của âm thanh. Chúng ta có nên dùng hay không? Về bản thân mình thì mình hạn chế dùng. Trường hợp nào nó quá đi thì mình mới dùng. Và bình thường mình tắt bằng cách mình sẽ làm sao? Mình sẽ xử lý làm sao? Equalizer. Rồi là xử lý bút đầu ra, rồi là các cái vấn đề khác, chứ mình không sử dụng feedback nhiều. Bây giờ mình sẽ nói vì sao mà nên hạn chế sử dụng feedback. Là vì hoạt động của feedback nó phát hiện ra tần số bị feedback và giảm tần số đó ở mức độ nào đó đến khi nó ngừng feedback. Vì tính chất hoạt động của nó là ngay sau khi một tần số bắt đầu nhô lên sẽ lấy tần số đó ra mặc dù chưa gây feedback. Thì tác hại sẽ là cái gì? Tác hại sẽ làm cho tiếng vocal của chúng ta mất đi sự chi tiết, làm cho vocal của chúng ta bị méo. Cho nên mình khuyên mọi người không nên sử dụng feedback, hoặc là hạn chế hết mức có thể bằng cách chúng ta phải xử lý equalizer. Chúng ta dùng RTA để chúng ta đo biết những tần số nào dư với mức độ một âm lượng như vậy và xử lý, mà còn nhiều cách khác nữa. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ nói đến phần echo, phần effect. Thì đây là mọi người thấy cho mình, đây là equalizer của echo và đây là equalizer của reverb đó, và đây là phần equalizer của effect tông. Thì mình sẽ xử lý equalizer trước. Thì equalizer thì mình sẽ cùng sẽ là
cắt hai bass lên tầm 120 Hz. Đó, thì nó tương tự giống hồi này mình cắt tiếng micro. Thì phần echo cũng vậy, mình sẽ cắt từ thực chất là cắt lên nữa chứ mà cắt từ vậy đâu, nhưng mà mình để vào đi cho nó nịnh nịnh một chút. Rồi, đến phần tiếp theo là phần lớn nhỏ của volume echo. Phần reverb mình trước khi xử lý echo thì mình tắt reverb đi. Đây là lớn nhỏ volume, lớn nhỏ của echo. Thì cái này là tùy vào mọi người, mà có người ai mà thích echo nhiều thì chúng ta tăng lớn lên. Còn mình thì mình để, ví dụ bây giờ mình để 100. Thì mọi người hiểu cho mình đây là những cái chức năng thôi. Thì mọi người có thể là tự set thôi theo cái ý mình được. Low bass và high bass. Thì như thế này đây. Đây, đó. Rồi tiếp theo đến phần là repeat. Repeat là gì? Repeat tức là số lần lặp lại. Tức là chúng ta muốn cho echo được lặp lại bao nhiêu lần. Đó là phần repeat. Cái này thông thường mình cũng chỉ để từ 45 cho đến từ 40 cho đến tới 45. Thì vấn đề sai số của các cái vang số thì cũng khá là nhiều. Có những vang số là phải để đến tới là 50 hoặc 52. Nhưng mà mình thì mình rất kia mình hiếm để từ 50 trở lên. Mình chỉ lấy độ lặp lại khoảng từ tầm 6 tới 7 lần thôi, chứ mình không lấy nhiều. Đó. Cho nên là để nói về tại sao để lấy 6 7 lần thì nó hơi dài, cho nên mọi người cứ biết cho mình như vậy được. Chúng ta lấy số lần lặp, chúng ta đếm số lần lặp lại từ 6 tới 7 lần chứ đừng để vượt quá. Còn chúng ta muốn cho echo lòi ra tận hơn thì chúng ta xử lý phần lớn nhỏ của echo và xử lý damping. Damping là gì? Damping giúp điều chỉnh những cái tần số cao thấp được hấp thụ nhiều hay ít. Thì ở trong phần echo này thì damping cho mình là từ 1110 Hz cho đến tới là 20 kHz. Mình muốn cho cái tiếng echo nó sáng lên, nó chi tiết hơn để khi chúng ta ca, chúng ta nghe được tiếng echo nó nảy ra rõ hơn. Thì đây là công dụng của damping. Và tiếp đến là phần derive volume. Thì đây là chúng ta muốn gửi tiếng mic thô vào echo. Tiếng mic thô là ví dụ như là cái tiếng mic gọi là không có echo, chứ có effect gì á, chỉ có một gì đó, đó gọi là tiếng mic thô. Thì mình sẽ là đưa vào là bao nhiêu phần trăm. Tiếng mic thô gọi là tức là tiếng mic mộc, tiếng mic chưa có một cái hiệu ứng gì. Thì bây giờ mình muốn gửi cái tiếng mic mộc đó vào phần echo là bao nhiêu. Mình sẽ gửi vào là ví dụ như mình gửi vào là 50 chẳng hạn. Thì mọi người nên gửi nhiều một chút cho mình. Ví dụ như là khi mà ai mà hát tốt, chúng ta gửi nhiều vào một chút để cho cái tiếng nó ra nó rõ, nó không bị echo nó nấn áp mà quá đi. Thì chúng ta nên gửi nhiều một chút. Và ví dụ như ai hát mà muốn cho echo nịnh nịnh, chấp giả tiếng một tí, thì mọi người có thể là để có 10 hoặc 20 thôi. Còn mình thông thường mình chỉ để rất là cao, mình để lên đến 70 hoặc 70 được. Thực tiếp tới là Bridge Delay. Thì cái này tức là thời gian mà echo bắt đầu nhân giữa mic thô và tiếng echo. Tức là thời gian mà giữa mic thô và echo, tức là bao nhiêu thời gian, tức là khi chúng ta nói ra là tiếng mic thô thì bao nhiêu mili giây thì echo sẽ nhảy vào. Đó. Thì mình để là tầm 10 cho tới 15 hoặc 20. Tiếp đến là phần delay. Đây gọi là delay time. Thì delay time là độ dài của echo. Repeat là độ lặp lại của echo, số lần lặp lại của echo. Và delay time là độ dài của echo, gọi là đuôi của echo á, gọi là độ dài, độ lặp lại của thời gian lặp lại của echo là bao nhiêu. Đó. Thì mình sẽ để là 235 trở lại. Cái của 80 nó cũng rất là chính xác, thông số nó khá là chính xác so với một số dòng digital chuyên nghiệp á và mắc tiền á, thì cái thông số của con cái 80 cũng rất là chính xác. Còn một số vang số khác rẻ tiền hơn hoặc là của Trung Quốc này kia thì cái thông số nó sẽ bị lịch một chút. Tiếp tới là Regen Delay. Thì cái này là gì? Cái này là delay từ echo chạy từ loa trái qua loa phải. Ví dụ cái này trường hợp là khi mà mình dùng trong một cái phòng mà nó bị dội, bị vang nhiều á, mà mình tăng lượng echo này quá lớn này, thì nó sẽ tạo ra âm vang, nó sẽ làm cho cái tiếng cao của ta nó quá vang. Thì khi đó echo nó mới lòi ra được, nó mới nổi trội lên được.
cho nên mình sẽ không bằng cách mình sẽ không dùng echo cái echo này nhiều, mình sẽ giữ cái phần volume là mình sẽ giảm bớt lại, và mình bằng cách mình sẽ xử lý ở đây mình làm sao để cho hiệu ứng echo nó ra rõ nhưng vẫn không bị trộn lập tiếng vang vào đó, tức là echo sẽ chạy từ loa trái qua loa phải, như vậy thì tiếng echo nó sẽ tạo ra rất là rõ. Cái này thì trường hợp tùy vào lúc nào chúng ta sử dụng, và mình sẽ để không. Và tiếp đến là phần reverb, chúng ta xử lý xong echo rồi thì chúng ta sẽ tắt volume của echo, lát nữa mình sẽ mở lên sau. Và bây giờ mình sẽ xử lý reverb, thì đây là reverb volume thì mình sẽ tăng volume lên. Mình nói thêm một chút nữa, trong echo nó có phần đảo pha mọi người nhá, trong phần là derive volume nó cũng có phần đảo pha, tức là có những lúc mà chúng ta mở echo lên thì tự nhiên nó sẽ bị chỉnh tiêu tiếng mic thô đi đó, cho nên chúng ta phải sử dụng cái này hoặc và sử dụng cái này để chúng ta làm sao cho khi chúng ta mở lên mà âm thanh nó phải tạo ra được hiệu ứng tốt hơn, lực hơn. Còn khi chúng ta mở tiếng mic thô lên và tự nhiên chúng ta nghe tiếng mic thô nó bị chìm hẳn đi thì chúng ta đang bị chỉnh tiêu âm thanh, cho nên chúng ta phải dùng cách đảo pha. Rồi xuống phần reverb thì đây là volume của reverb, mình sẽ tăng lên low bass và high bass thì giống như lúc là mình đã nói đó, cắt giảm tần số. Và bây giờ mình sẽ đi qua phần reverb của EQ. Rồi phần high bass mình sẽ cắt lên, mình thông thường mình sẽ lấy từ là 300 hertz trở lên. Thì vì sao mà phải lấy như lên như vậy? Thì tiếng echo thông thường á, như là ca sĩ hát á, thì mình sẽ lấy cao hơn, mình sẽ lấy là từ 500 hertz trở lên. Nhưng mà hát karaoke á, thì mình sẽ lấy khoảng từ tầm 300 hertz trở lên, thì để cho nó tạo những cái hiệu ứng ấm ấm một chút để cho mọi người dễ hát. Đó, thì chúng ta đừng nên bao giờ để reverb từ 100 hertz hoặc từ 20 kHz trở lên. Mình khuyên mọi người nên để từ 300 hertz trở lên, thì chúng ta sẽ nghe tiếng reverb nó sang hơn, nó bớt những cái tạp âm bị ù ù này kia hơn. Cho nên mọi người nên để cho mình cao lên một chút để cho cái tiếng reverb trong đàn nó sang hơn. Thì đây cũng là phần chép của reverb, rồi là phần trung của reverb, rồi phần bass của reverb đó. Thì các mọi người muốn cho cái tiếng xì đuôi của reverb á, nó dài một chút hoặc nó xì nó sáng một chút á, thì chúng ta nâng phần xì đuôi của reverb lên một chút. Chúng ta cần chứ đâu cần gì phải vào tiếng micro chứ, tăng cho nó hú. Mình sẽ tăng ở phần reverb này lên này, thì nó sẽ tiếng xì đuôi á, chúng ta nghe nó sẽ mượt hơn, nghe nó sẽ sang hơn. Đó, như ca sĩ hát hay đây khi họ đọc phút 6 á, nghe tiếng xì rất là sang, thì bằng cách chúng ta cũng nâng equalizer này lên để cho cái tiếng xì nó trội lên, và ai mà không thích tiếng xì thì chúng ta giảm bớt xuống. Đây là âm trung của reverb. Rồi, nôm na đây là phần EQ của reverb. Mình khuyên mọi người nên cắt lên cho mình là 300 hertz trở lên về phần reverb. Còn mình mà hát mình sẽ cắt nữa, mình sẽ cắt lên từ 500 hertz trở lên chứ mình không bảo để là 300. Đó, còn ca sĩ hát họ sẽ cắt cao hơn, phòng thu người ta sẽ cắt cao hơn nữa. Phòng thu thì người ta sẽ cắt là từ 400, 500 trở lên chứ người ta không lấy từ 400 trở lại đâu. Nó sẽ là mờ đi cái tiếng mic thô. Thì đây là vậy, derive volume thì là cùng là trộn tiếng mic thô vào reverb. Giống như tương tự ở trên phần echo lúc nãy mình đã nói. Và đây là cùng là đảo pha. Có những lúc chúng ta phải đảo pha, tức là khi nào chúng ta cho tiếng derive reverb, tiếng mic thô lên mà tự nhiên tiếng mic thô lại bị giảm hoặc bị mờ đi thì chứng tỏ đang âm thanh đang bị triệt tiêu. Thì đây là chúng ta phải đảo pha, chúng ta phải thử. Tương tự cái này cũng vậy, như tương tự như trên phần echo đây thì cũng là thời gian mà reverb bắt đầu hoạt động mình để là bao nhiêu. Mình thông thường mình sẽ để là 30 hoặc là 25. Những cái này nó tùy chứ không phải nhất thiết khi nào cũng để con số này. Và thời tức là độ dài của reverb. Reverb kéo dài là bao nhiêu? Rồi, ok thì video kết thúc ở đây thôi. Thì mình cũng chia sẻ sơ lược qua với mọi người như vậy để mọi người chúng ta có thể là nhìn và chúng ta có thể là tự làm ở nhà được. Nó ví dụ như vấn đề đơn giản như là equalizer rồi là echo này kia đó, đơn giản thì mọi người có thể làm được. Nếu mà mọi người thấy clip mà ok thì cho mình một like, share và subscribe. Còn nếu mà mọi người cảm thấy như là cần phải bổ sung thêm cái gì rồi là
cần thêm trao dồi cái gì thì mọi người có thể là comment ở dưới cho mình thêm, kinh nghiệm, tức là mọi người chúng ta cùng trao đổi với nhau để có thêm kinh nghiệm. Nó âm thanh thì nó vô vàn lắm, chúng ta học hết đời cũng không hết được đâu. Đó, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo.